Xin chào các bạn đến với Canxi 2X. Ngày hôm nay Đạt xin giới thiệu với các bạn một căn nhà biệt thự 2 tầng có một tum. Ngôi nhà này được thiết kế cho anh Hùng tại Lâm Đồng. Đây là một ngôi nhà có diện tích rất là rộng. Qua tìm hiểu thì anh đã gọi điện cho 2X, 2X đến nhà tư vấn và khảo sát, cũng như là tư vấn cho anh về phong cách thiết kế và định dạng của ngôi nhà. Thì anh muốn có một ngôi nhà để nghỉ dưỡng dành cho 2 cho đến 3 thế hệ, và số người ở trong nhà là từ 5 đến 6 người. Các bạn có thể thấy hình khối của ngôi nhà mang phong cách nhấn nhá, phong cách nhà rất là hiện đại, rất phù hợp với tính cách của anh. Thì phía trước của mặt tiền sẽ là sơn trắng, kết hợp với đó là các hành lang, lan can bằng kính. Tất cả các cửa đều là hệ nhôm sinh pha kính cường lực và kết hợp với các màu nhấn màu nâu. Ở trên thân thượng này thì sẽ trồng rau. Ta sẽ xem qua một số góc nhìn khác. Đây là góc nhìn mặt tiền của công trình trực diện. Ở phía này sẽ có những cái cây nó có sẵn rồi, thì anh sẽ giữ lại những cái cây này. Và ở phía bên này cũng vậy, các bạn sẽ thấy. Còn đây là góc nhìn từ trên cao của công trình. Các bạn sẽ thấy là phần tum của ngôi nhà thì sẽ không làm gì, và sau này sẽ trồng rau, trồng vườn. Còn đây là góc nhìn xa hơn, rất trực quan và chi tiết như thế này. Nếu bạn yêu thích mẫu nhà này thì hãy liên hệ ngay với 2X để được thiết kế. Giờ ta sẽ đi vào phần công năng của ngôi nhà. Ở tầng 1 của ngôi nhà thì gồm có phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ ở phía trước và một phòng phía sau. Nhà vệ sinh và nhà tắm sẽ tách riêng. Phòng bếp thì rất là rộng các bạn nhé. Phòng khách thì rộng là 33m2, gần 34m2. Tiếp theo phòng khách sẽ là phòng ăn. Phòng ăn cũng rộng là 37m2, có lối tiếp cận đi ở phía phải của ngôi nhà. Ở cửa đây, 2 cửa lấy sáng cũng rất là to. Phòng khách cũng có 2 cửa lấy sáng, một cửa đi vào, đi lên là 3 bậc. Ở phòng ngủ thứ nhất là rộng 15m2, phòng ngủ thứ hai cũng rộng là gần 17m2, đều có nhà vệ sinh riêng ở phía trong phòng ngủ, cửa sổ lấy sáng ở khu vực phía trước và bên hông. Cầu thang đi lên là 21 bậc. Ở phòng bếp thì sẽ làm nhỏ đây, có cửa sổ lấy sáng và lấy gió, cũng như là hút không khí ở khu vực này các bạn nhé. Phòng ăn ở đây, phòng ăn thì rất là rộng và hoành tráng. Phòng ngủ thứ ba thì sẽ rộng là 15m2 ở phía sau. Tất cả các cái phòng ngủ đều là rất là rộng, và phòng tắm cũng như là nhà vệ sinh đều là rộng. Ngôi nhà này thì có mặt tiền rộng ở phía trước là 9m2 và phía sau là 10m rưỡi, và toàn bộ ngôi nhà là dài 18m. Đây là công năng 3D của ngôi nhà. Các bạn sẽ thấy đó là công nghệ mới được 2X áp dụng, và anh cũng rất thích công nghệ này bởi vì nhìn được công trình ở bên trong, không gian nội thất bên trong như thế nào để anh hình dung, cũng như là thợ thầy dễ làm việc nhất. Đây, các bạn sẽ thấy là phòng khách này, phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ thứ ba. Phòng bếp thì rộng ở phía này, thì sau này anh sẽ decor nội thất sẽ đẹp hơn. Cầu thang đi lên từ lối này, 21 bậc. Phòng bếp và nhà vệ sinh, nhà tắm ở khoảng này. Tiếp theo sẽ là mặt bằng kiến trúc tầng 2. Ở tầng 2 đi lên 21 bậc sẽ là phòng sinh hoạt chung rộng là gần 14m. Nhà vệ sinh và nhà tắm cũng giống như ở tầng 1. Ở đây thì gồm có là 3 phòng ngủ nữa. Nhà anh thì có 3 phòng ngủ ở phía dưới và 3 phòng ngủ ở phía trên. Phòng ngủ thứ tư là ở phía dưới của ngôi nhà là rộng 23m2, có ban công đi ra. Phòng ngủ phía sau thì là rộng 15m2. Phòng ngủ phía trước rộng 33m2, đây là phòng ngủ lớn nhất của ngôi nhà. Đó là tương đương với phòng khách ở dưới. Có ban công đi ra ở lối này, rất là rộng thoải mái. Ở đây cũng là sân thượng nữa. Phòng thờ thì rộng là 20m2, gần 21m2. Phòng thờ cũng rất là rộng ngang với phòng ngủ phía trước. Còn đây là công năng 3D của tầng 2 các bạn nhé. Đây, phòng ngủ thứ 2 và phòng ngủ thứ 3, 4. Tất cả đều là rất là rộng, thoải mái. Đấy, các bạn hãy hình dung. Tiếp theo là phần thân thượng. Ở phần thân thượng thì khu vực ở phía trước là kho thôi. Còn ở đây là phần phòng phơi giặt rộng là 11m2. Phía sau thì sẽ trồng cây. Phía trước cũng vậy, sẽ trồng cây và làm sân vườn rất là mát mẻ ở phía này. Đây là một ngôi nhà với diện tích rất là rộng và lớn, có nhiều phòng ngủ. Và nếu bạn có nhu cầu kinh tế mà ít hơn thì ta sẽ bóp lại cái phần diện tích, và cũng như là thu hẹp phần phòng ngủ, và công năng cũng như là diện tích thì sẽ thu hẹp, và phần mặt tiền thì ta sẽ thay đổi một chút để cho phù hợp nếu mà kinh tế của bạn nó hơi bị eo hẹp. Tiếp theo là phần bán vé. Bán vé thì anh Hùng ở Đồng Nai các bạn nhé, anh Hùng ở Đồng Nai. Bản vẽ này thì gồm có phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, có 2D kết hợp với 3D rất là rõ ràng và rành mạch. Phần kết cấu cũng vậy, phần điện nước, rất là nhiều chi tiết và đầy đủ. Ta sẽ xem lại mặt tiền của ngôi nhà. Mặt tiền rất là đẹp. Ngoài diện tích rộng ra thì nếu các bạn có muốn là diện tích nó nhỏ hơn nhưng mà mặt tiền nó vẫn giữ nguyên khối như này thì các bạn hãy liên hệ ngay với Hack để được thiết kế lại. Đây, các bạn hãy ngắm lại mặt tiền của ngôi nhà, rất là đẹp. Chúng ta có thể đổi từ hướng này sang hướng này cũng được mà các bạn nhé. Đây, đây là tổng thể toàn bộ khuôn viên của ngôi nhà, rất là đẹp mắt phải không các bạn? Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.